Trời ơi. Vô vô rồi hả, hát chung cho vui. Đen. Trời, hai đứa hai cái sừng cao quá trời còn ráng cưa nữa. Chứ giờ sao giờ, chuẩn bị tới trung thu rồi thì mình phải làm gì đó cho nó có không khí chứ. À, có không khí đúng không? Ừ. Mua lồng đèn chưa? Chưa. Chưa hả? Thôi cũng có, nhưng mà chơi ké của cháu thôi. Chơi ké rồi hả? Ừ, à mà khoan đã, chào quý vị khán giả đã chứ. Xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Không biết là quý vị khán giả đã chuẩn bị cho trung thu như thế nào, chứ mà Châu thì đang rất là hồi hộp để chờ đầu bếp Quốc Khôi tới. Bởi vì Châu tin là đầu bếp Quốc Khôi sẽ có một cái ý tưởng để cho Châu và quý vị khán giả có thể có một cái trung thu không những ấm áp mà còn ngon nữa ha. Ừ, ngày hôm nay thì Khôi chắc chắn là sẽ tặng cho quý vị khán giả một món quà thật sự là rất là hấp dẫn, rất là đặc biệt. Cũng giống như là cho trẻ em Minh Châu ngày hôm nay đó, một món ăn thật là ngon để chiêu đãi bản thân cũng như là gia đình. Wow, nghe Khôi miêu tả như vậy thì Châu cũng như quý vị khán giả chắc chắn là không thể chờ đợi được nữa rồi. Nào, cùng đến ngay với món ăn ngon ngày hôm nay nhé. Món ăn ngày hôm nay đó chính là chả bắp sốt cay. Ngày hôm nay trung thu đúng không? Nguyên liệu làm món ăn cũng sẽ rất hấp dẫn luôn. Chuẩn bị chưa? Rồi, chuẩn bị. Rồi, 300g tôm tươi nè, 100g thịt gà, hành, ngò, lá quế, một trái bắp Mỹ, hành tỏi băm, mè, tương ớt, tương cà, các gia vị nêm nếm thông thường và Ajiquick bột chiên gà giòn. Đầu tiên, cái nguyên liệu mà tươi ngon nhất, hấp dẫn nhất đó là tôm. Thì bây giờ bỏ đầu nè, lột vỏ và tí hồi Khôi sẽ băm nhuyễn ra. Kế tiếp thì băm nhuyễn. Thịt gà thì cũng tương tự luôn. Đó thì cũng sẽ băm nhuyễn ra luôn. Bắp thì Khôi sẽ cắt đôi ra nè. Rồi chúng ta sẽ dựng đứng lên. Và cuối cùng là cắt xuống để lấy từng hạt bắp giống như vậy nè. Mình chọn bắp làm sao vậy Khôi? Chọn một trái bắp sữa mà nó thật là còn tươi nè đó. Ăn thì bảo đảm cái món này nó sẽ rất là ngọt. Hay quá ta. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ chọn bắp Mỹ, loại bắp còn tươi như vậy nè, bắp sữa đó. Chắc chắn là làm món ăn này sẽ ngọt và thơm ngon hơn. Hành băm nhuyễn. Tới lá quế nè. Bây giờ thì Khôi sẽ cắt cái cọng ngò cũng y vậy luôn. Nguyên liệu là bây giờ là chúng ta đã chuẩn bị xong rồi đúng không? Vậy thì bây giờ làm như thế nào để biến nó, kết hợp nó lại thành chả bắp? Thì phải trộn lại với nhau đúng không? Chính xác, đúng rồi. Hành nè. Bây giờ bắt đầu tới nêm nếm nè. Khoảng 1/3 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, trộn đều lên một tí. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ massage những cái nguyên liệu này đúng Trời không? Ơi. Đó. Khi mà chúng ta quật những cái nguyên liệu này lại với nhau á thì bảo đảm tí hồi cái chả bắp của chúng ta nó sẽ mềm dẻo nè. Đó, và các nguyên liệu nó sẽ dính chặt lại với nhau, chiên nó không có bị rời ra cháy dầu. Wow, cái này rất là hay nè. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ quật những cái phần nhân vào với nhau như vậy để cho nhân được dẻo và kết dính lại. Bây giờ Khôi sẽ nắn viên. Khi mà đã vo viên tròn rồi á thì chúng ta sẽ nhấn nhẹ xuống nè, cho cái khoảng mà cái độ dày á khoảng 5 ly, đúng không? Ồ, đó rồi, Châu rồi. Hiểu rồi. À Khôi ơi, nhưng mà mình sẽ chiên đúng không? Đúng rồi. Mà Châu thấy á là đối với món này mà Khôi làm như vậy nè thì mình sẽ chiên ngập dầu, cho nên nó là Châu đề xuất là chúng ta sẽ cho một cái chảo dầu lên trên bếp và chờ dầu sôi, chúng ta cũng vừa tạo hình xong cho vào chiên luôn. Rồi Khôi đã xong rồi đây. Bây giờ sẽ đến khi mà Khôi tiết lộ cái bí quyết mà hồi nãy giờ đang che giấu đây. Đó chính là Ajiquick bột chiên gà giòn. Việc sử dụng Ajiquick bột chiên gà giòn sẽ làm cho cái chả bắp này nè giữ được cái độ ngon tự nhiên của nguyên liệu và còn tăng thêm cái độ giòn nữa. Bây giờ thì sẽ áo qua cái lớp Ajiquick ha. Đó, đơn giản. Còn bây giờ chúng ta sẽ thả chả bắp vào nè. Mùi thơm rất là hấp dẫn rồi đúng không? Đây. Thôi cho một cái chảo khác lên, cho một tí xíu dầu nè, một muỗng canh hành tỏi băm, cho vào đây là 2 muỗng canh tương cà, 2 muỗng canh tương ớt. Rồi, rau quế. Rau quế. Cuối cùng đó chính là Khôi sẽ cho cái phần chả này vào. Và ngay sau đó là Khôi sẽ trộn đều lên nè để cho cái phần sốt này nó áo đều lên cái bề mặt.
vô cùng hấp dẫn đúng không? Xong rồi bây giờ tới cái miếng cuối cùng, cho một cái lá quế lên nè. Đó, chuẩn bị sẵn cho Minh Châu đây. Chọn miếng to nhất luôn nha. Quý vị khán giả thân mến, khi chúng ta ăn cái miếng chả bắp sốt cay này thì quý vị cũng sẽ giống như Minh Châu thôi, cảm nhận rất là thú vị. Món ăn ở bên ngoài có một cái độ giòn nhất định và rất là đậm đà. Khi ăn vào bên trong thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cảm thấy đó chính là cái độ giòn của bắp nè, độ ngọt của tôm, gà và cả của bắp nữa. Cái mùi thơm của rau quế thì không lẫn đi đâu được. Thế thì có phải là một sự kết hợp tuyệt vời không? Chắc chắn là các em bé nhỏ cũng sẽ rất thích, bởi vì cái độ cay của món ăn này cũng vừa phải thôi ạ. Chúng tôi rất mong là quý vị khán giả sẽ thường xuyên ghé thăm trang web mongonmoinngay.com để có thể tìm được tất cả những thực đơn mà mình mong muốn cho những người thân yêu của mình. Và cũng đừng quên hai cách liên lạc quen thuộc của chương trình, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc số điện thoại 0838237557, đó là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, hoặc tìm từ khóa Món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, từ nay đến ngày 12 tháng 10, mời quý vị tham gia cuộc thi trổ tài với Món ngon mỗi ngày với trị giá giải thưởng chung cuộc 30 triệu. Và bây giờ, chúc mừng 4 bài dự thi chiến thắng. Chúc quý vị và những người thân yêu của mình có một mùa Trung thu thật nhiều niềm vui và thật nhiều ý nghĩa.